Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nấu nước lá tía tô. Lá tía tô thì rất là tốt cho sức khỏe, nó có nhiều công dụng. Ví dụ như là mình có thể giã nát rồi mình đắp mặt cũng rất là cũng tốt, để cho làm sáng da, trị mụn, kháng viêm. Còn mùa hè này thì mình có thể làm đun nước uống giải khát. Nếu mà bạn nào muốn giảm cân thì mình cũng có thể dùng nước này, vừa làm giảm cân vừa đẹp da giữ dáng. Nó còn có nhiều công dụng như là chữa cho bệnh dạ dày này, mề tay, mẩn ngứa. Mùa hè thì thường bị nóng trong ấy, nên là các bạn đun nước này uống, thay nước uống hàng ngày ấy, thì rất là tốt, vừa đẹp da giữ dáng, lại trị các cái bệnh nóng trong, nổi mề đay, mẩn ngứa cho cả nhà nhé. Sau đây mình hướng dẫn cho các bạn cách nấu thì rất là đơn giản. Các bạn dùng một bó lá tía tô rửa sạch. Mình thì mình không bỏ các cái cẫng này đi, mình chỉ cắt đôi. Mình rửa sạch rồi mình cắt đôi. Mình cắt đôi ra. Đây là lá tía tô mình đã rửa sạch rồi này. Mình nấu nước nhé. Mình cho nước khoảng 1 lít đến 1,5 lít, tùy vào cái lượng nước một ngày mà các bạn uống có khả năng uống được. Tốt nhất là uống từ 1 đến 1,5. Bạn nào uống được 1,5 lít thì tốt. Mình cho lên bếp này. Mình đun sôi. Mình đun cho nước sôi. Các bạn đun sôi nước này. Đun sôi nước mình bắt đầu cho lá tía tô vào nhé. Đổ đũa các bạn đảo đều. Mình hạ bớt ngay lửa nhé, cho sôi vừa. Lại cho một xíu muối. Chỗ này là mình đun 1,5 lít. Mỗi ngày mình uống 1,5 lít. Mình thay như uống nước lọc hàng ngày á. Đun sôi như này trong khoảng tầm 2 đến 3 phút nhé, 2 đến 3 phút rồi là mình tắt bếp. Mình cứ đun sôi như vậy trong khoảng tầm 2 đến 3 phút. Vì mình đun lâu quá thì nước nó sẽ bị bay hơi, nó sẽ bị mất nước nhiều ấy. Nên là mình chỉ cần đun 2 đến 3 phút. Sau đó thì mình đậy vung và mình ủ. Mình cứ giữ nguyên lá ở trong nồi nhé. Mình ủ khoảng tầm 10 đến 15 phút. Sau đó thì mình mới chắt lấy nước uống. Để cho các chất trong lá, trong thân cây, trong thân của tía tô nó được
tiết ra hết ấy. Nên mình đun khoảng tầm 3 phút như thế này. Đó. Sau đó thì mọi người đậy bung, tắt bếp và ủ trong vòng khoảng tầm 10 đến 15 phút nhé. Trong cái thời gian này thì mọi người chuẩn bị cho mình một nước cốt của một quả chanh nhé. Một quả chanh mình vắt lấy nước. Sau khi mình ủ được khoảng tầm 10 đến 15 phút này thì mọi người chất, mọi người để cho lấy nước. Mình lột tầm cái dây cho nó khỏi dính lá. Mình chỉ đun lá tía tô không ấy thì màu nó sẽ xỉn nó như thế này đó, nhưng mà mọi người xem nhé, mọi người xem nước nó chuyển màu rất là xinh này. Thì mọi người nếu mà uống không ấy thì tốt hơn, nhưng mà nó hơi khó uống nên là mọi người có thể cho một xíu đường, đường trắng hoặc là đường phèn cũng được nhé. Rồi quậy. Rồi, mọi người cho một nước cốt của một quả chanh vào nhé. Mọi người nhìn nhé. Đó. Nước nó dần dần nó chuyển màu. Nó chuyển sang màu hồng rất là xinh luôn. Rất là yêu luôn. Đó, nên là vì sao các bạn nhìn thấy ở trong trong phim Hướng Dương Ngược Nắng ấy mà Minh Hát Hát vẫn hay uống ấy. Đó, màu rất là cưng, rất là xinh. Mình thích nhất là lúc mà cho nước cốt chanh vào để nước nó chuyển màu ấy. Nó xinh xinh kỳ. Đó, mọi người nhìn thấy không? Từ cái nước lá tía tô lúc ban đầu là màu nó xỉn, nó như là nước lá, nhưng mà mình cho nước cốt chanh vào một cái là nước nó đổi sang màu hồng, rất là xinh đó. Rồi các bạn để nguội, có thể thêm đá hoặc là uống không tùy mọi người nhé. Một ngày cố gắng uống hết 1 đến 1,5 lít nước lá tía tô này để cho giải nhiệt này, làm sáng da này, trị mụn này, kháng rồi là trị nóng trong mẩn ngứa, rất là tốt nhá. Chúc các bạn thành công nha, bye bye. Đây là thành quả mình thu được nhá. Đó, màu nước rất là xinh, rất là yêu. Một ngày mình sẽ uống hết một bình này và một cốc nước này, nó rơi vào khoảng tầm một lít rưỡi nước. Đó. Khi pha xong màu nó xinh không, cưng không. Chúc các nhà thành công nha.